Bọn con kinh đẹp thế. Bọn được xem kính đẹp thế. Bọn kính đẹp quá. Sunglasses. Very nice. Very nice. What's it called? Tick. What's it called? What's it called? Cham sắp chạy rồi, thế bố hỏi, bố nhìn thấy bố hỏi, à chú vào chỗ này xem, nhưng mà nhìn không thấy, thế bố hỏi là, thế mấy chú bán kính hỏi à, hỏi, thế có giúp được bạn gì không, bố tìm cái kính cho baby, boy hơn mà, boy, thế chú mới bắt đầu đi xách trong một sách, một bộ sưu tập, thế là bố chọn cho chú em một cái bộ này, trông rất bố, nhờ, hôm nay bố tặng Duy Anh kính để đi tắm nắng nhá, đi tắm biển nhá. Nhờ. Bây giờ mùa xuân rồi, phải đi ra ngoài tắm nắng thôi, cho để cho nó có nhiều vitamin D để cho xương phát triển để cao, đúng không? Đúng không nhỉ? để cho cao lên chứ, đúng không? Đấy, đẹp quá nhờ kính. Ôi, kính đẹp quá nào, đeo vào nhé. Đấy. Hôm nay định đi nhưng mà hôm nay hơi gió. Gió quá. Gió quá, mai không sợ gió gì hết, đúng không? Mai mình có kính rồi, không sợ gió mà.